Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi săn với cái mắt quỷ nha anh em. Khẩu thun mình đang dùng là 20-13-140 nha anh em. Thun Precise 0.7 nha. Thun này thì bán báo phê nha anh em. Thun này mình mua ở cửa Siro đây anh em. Bán rất sướng nha. Ngày hôm nay thì cũng có vài anh em yêu cầu mình đi săn với gốc 90 độ thì mình sẽ đáp ứng yêu cầu của anh em nha anh em. Mình sẽ đi săn với gốc 90 độ nha anh em. Đây, với cây này. Ok nha anh em. Anh em theo dõi hành trình của mình nha. Rồi, còn một cá nha anh em. Còn một cá nha anh em. Chạy đâu cho thoát. Đây, để anh em. Một đôi cá nha anh em. Ngay đâu. Shot. Ngay đâu rồi. Đường đi chú. Đây có đường mà, đây chưa nữa. Năm chúng có đánh trốn hè. Đỏ cả bùng hết đấy. Ngơ lại cái lại rồi, đập một lại, đập cái chỗ. Đoàn bắn quái, bấm thì quái quái chứ được nữa chứ. Uổng. Bồi quá, anh em ạ. Một bến á, bến đi này. Đây, một cái mối chắn đấy thế này, bến bí băng mắt đúng không? Đó. Bến thì bí đánh này. Bí đánh á, một bến cho chạy vô đó luôn. Đúng, một củ mơ rớt. Củ một cho đàn lực nắng, vậy phải đơn giản luôn. Đây, đây nào này. Đây nè. Sọc đây, một bến duy nhất vô đây. Quá to. Quá đẹp chứ nè. Rồi, tiếp tục. Chợt đâu vào. Rớt. Con bài cả bài rồi, con trăng lang nha nè. Mấy con năm cái cơn trời. Rớt đi chứ. Chẳng lại bôi thêm viến. Rớt. Trọng như tầm này. Thể mang cho bơi cả đây. Đây nè, con trăng lang. Treo màu đỏ nha em. Rớt. Rớt rồi nha em. Quá đẹp. Rồi. Rồi xuống đây má. À, con bay à? Để mình coi mình chọn cái góc nào mình bôi một phát nữa cho nó rớt luôn. Đây. Cái góc này. Góc này khá đẹp đấy. Rớt. À. Nani. Cái gì vậy? Trúng thêm phạt nữa rồi không chết chứ. Ish. Mẹ. Tức điên này. Chừng đi mà bắt ta rượt đi. Ôi giời. Thôi, đây nè. Rớt. Rớt. Rồi con bị bịp nha em. Tiện cho nó đi một cặp luôn.
rồi, sống gì nổi. Lúc trước, ngay hôm trước, bây giờ trước mình bắn một con, bên kia con như con tiện luôn, đi cặp luôn đấy nè. Chẳng lẽ rồi trúng rồi con lũi. À đây, nó mất. Đúng. Chẳng lẽ con lũi được chơi. Nã ní. Đây nè. Mình vừa lượm xong rồi nha anh em. Đây. Mình bắn nó rượt ngay đây. Đây, rượt ngay đây xong nó ra đây ngay đây nó nằm. Bạn mình ngay từng đàn vô như thế này thì sống nổi được đó. Ok, tiếp tục anh em nha. Chào màu đá. Rớt. Rớt anh em. Chào màu đá. Rớt. Được chết em. Đó, về chân em á. Cứ ra, đi ra đây đi. Đó. Ngay ngược phải không? Mau nha nè. Đi. Tiếp tục nào. Trè than. Hết. Bài lòng bài lạ lúng tung lắm. Ngay ngực. Rồi. À. Đây. Ngay ngực nha nè. Mình nhậm mình thấy viên đàn vô ngay ngực lắm. Một trẻ than. Ừ. Tiếp tục nha nè. Rớt. Một con bị bịp cho anh em. Rớt. Một con bị bịp cho anh em. Chạy đi đâu được. Chạy đi đâu được mày. Yes. Tuyệt vời anh em ơi. Chạy đi đâu được. Đây nè. Ok. Ngay đầu. Sống gì nổi. Lôi. Nó lòi ra được chắc cái đầu thôi nha mẹ. Gục hẹp khó bắn lắm đấy chứ. Đây, đây nè. Ok. Tiếp tục nha nè. Một sáu nha nè. Một sáu. Sợ con gì đây? Bông lau. Rớt. Bông lau. Rớt. Con bông lau nhé nè.
bằng lau. Hết chỗ đầu rồi mày. Ok cho anh em. Thì một ngày đi săn hơi khó khăn anh em ạ. Thật sự là cũng khá là khó khăn đấy. Nhưng mà dù lại thì mình cũng cũng gặp được em này. Nói chung là bị bím này bữa chiều mặt mát hoặc là bữa sáng sớm nó mới ra anh em ạ. Còn lại thì số này thì mình bán bữa sáng nha anh em. Về một con sóc và con bữa cá thì mình cho chúng mình đây làm một dấu rồi. Thì nói chung là cũng mình cũng thực hiện theo yêu cầu của anh em rồi. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ok thì hẹn gặp anh em những video tiếp theo.